380V. Với thiết kế thì như các bạn thấy thì rất là đẹp và chính hãng Hitachi nhập khẩu từ Thái Lan nha các bạn. Nhìn xuất xứ tại Thái Lan. Thì các bạn thấy rất là chất lượng và gia công rất là tỉ mỉ. Motor rất là đẹp nha các bạn. Đi kèm với motor bơm nước thì có cái bộ hành và catalog của hãng sử dụng. Với con này thì nó sử dụng cái vòng tua là 1430 nha các bạn. Vòng trên phút nha các bạn. Và sử dụng động cơ bé ngựa nha các bạn. Khá là chất lượng. Thì đây là sản phẩm của máy của motor nha các bạn. VHB là có nghĩa là ba ngựa và bên cạnh đó là thì mình cũng vừa giới thiệu cho các bạn một cái motor bơm nước của cái động cơ bơm nước của hãng Hitachi với cái loại sản phẩm là 3HP BFO gạch K4B nha các bạn. Thì nếu các bạn có quan tâm về cái motor này để liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. We drunk and all of our thumbs went up in the air. Sunken in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We die, we're getting on fire. We're raising